À, xin chào vị đã đón chương trình trực diện TV. Thì cái việc mà ông ngoại trưởng của Hoa Kỳ đã bất ngờ đến Việt Nam trong 2 ngày 29 và 30 tháng 10 năm 2020 vừa qua đó đã tạo ra một cái sự bình luận rất là lớn và cái sự quan tâm rất là nhiều của dư luận của thế giới. Thì nhiều cái vấn đề được đặt ra lắm. Người ta nói là tại sao trong cái chuyến đi này đó ở Bộ Ngoại giao của Hoa Kỳ thông báo trước đó đó thì cái lịch trình của ông Mike Pompeo đã không có Việt Nam. Tuy nhiên thì theo như cái thông báo của ở phía bên Việt Nam á, là nhận lời mời của ông Phó Thủ tướng của Việt Nam kiêm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao là ông Phạm Bình Minh thì ông Mike Pompeo đã đến thăm trong 2 ngày. Thì cái việc này người ta thấy rằng ở phía sau những cái việc mà viếng thăm đó nó có lẽ là nó chứa đựng một cái quan hệ hết sức sâu sắc theo cái kiểu là cái chính sách của Hoa Kỳ đó không có tách rời Việt Nam khi mà trong cái đường lối gọi là Châu Á Thái Bình Dương, hay nói đúng hơn là Ấn Độ Dương Thái Bình Dương của ông Tổng thống Donald Trump. Thì chúng ta nhớ là hồi thời kỳ ông Tổng thống Obama có một cái chiến lược gọi là Châu Á xây trục quanh Châu Á, nhưng mà cái chiến lược đó cũng được cho rằng có nhắm đến Trung Quốc, nhưng mà những cái chiến lược đó nó không có rõ ràng lắm. Mặc dù ông Tổng thống Obama có xây dựng và ký kết một cái hiệp định TPP, tuy nhiên thì cũng chưa được thực hiện và nó cũng chỉ mới là cái bước đầu thôi. Và Trung Quốc họ vẫn lớn mạnh, và do đó thì bây giờ cái chính sách của ông Tổng thống Donald Trump trong 4 năm vừa qua đó chỉ có một thời gian khá ngắn thôi, và cái quan hệ giữa Việt Mỹ có thể nói nó càng lúc càng đi vào chiều sâu. Bây giờ nếu anh nhận định về cái quan hệ Việt Mỹ thì nhiều người họ nói rằng đây là cái giai đoạn giống như là đồng minh rồi, chứ không phải là cái quan hệ bình thường nữa, mặc dù người ta không có dùng cái từ đồng minh. Dĩ nhiên là đồng minh thì nó có lẽ là đồng minh chiều sâu, đồng minh gọi là thân thiện hay là nó tin cậy gì, nó tất cả những cái vấn đề mà nó sâu sắc hơn thì mình không nói, nhưng mà rõ ràng mà người ta dùng cái từ gọi là quan hệ toàn diện một cách có chiều sâu các thứ thì rõ ràng mà chúng ta thấy được rằng là cái sự hợp tác nó đang đi rất là sâu. Và trong cái chuyến đi lần này đó, ông tổng thống ông gọi là bộ trưởng bộ ngoại giao của Hoa Kỳ đó chỉ đưa ra cái lịch ban đầu là đến Ấn Độ, đến Sri Lanka, đến Maldives, đến cái đất nước Nam Dương. Thì trong danh sách những nước đến đó chúng ta thấy rõ ràng cái mục đích của ông ngoại trưởng đó thì gần như đó là muốn nhắm vào Trung Quốc. Người ta muốn nói rằng cái việc mà đến thăm Ấn Độ và Nam Dương chúng ta đã quá hiểu rồi, bởi vì hiện giờ ông sau cái dịch mà Covid-19 thì chính quyền của ông tổng thống Donald Trump và ngay cả các cái nước đồng minh cũng vậy đang muốn thực hiện các cái chiến dịch gọi là đa dạng hóa cái chuỗi cung ứng hàng mà để mà tránh cái lệ thuộc vào Trung Quốc. Trong đó thì Ấn Độ và đất nước Nam Dương được chọn coi như là một trong những cái công xưởng mới của thế giới, và nước Ấn Độ họ sẵn sàng họ hợp tác cái điều đó. Và chúng ta thấy rằng cái quan hệ giữa Ấn Độ trong mấy tháng vừa qua đối với Trung Quốc hết sức là gay gắt, có thể nói gần như là đối đầu, và Ấn Độ quay lưng lại đối với các cái việc mà làm ăn kinh tế của Trung Quốc. Họ đã tẩy chay hàng hóa của Trung Quốc ngay tại đất nước Ấn Độ và cái phong trào lên rất là nhanh. Và cái chuyến thăm của ông Mike Pompeo trong cái thời gian mấy ngày vừa qua có đến thăm cái đất nước Sri Lanka và đất nước Maldives, thì hai cái nước này là chúng ta cũng quá hiểu rằng cũng nằm trong cái khu vực Ấn Độ Dương và Thái Bình Dương, và hai nước này đó là sân sau của Trung Quốc. Hay nói đúng hơn, hai nước này là nạn nhân của Trung Quốc trong cái vấn đề mà vay nợ. Một cái hải cảng rất là lớn khi mà Trung Quốc họ đầu tư vào cái số tiền lên tới 10 tỷ Mỹ Kim là để mà cái đất nước là họ xây dựng cái hải cảng đó, nhưng mà một hải cảng đã làm ăn không có hiệu quả và cuối cùng phải gán nợ cho Trung Quốc bằng cái cách là giao luôn cái hải cảng đó cho Trung Quốc họ quản lý. Và nhiều cái dự án gọi là hạ tầng khác mà hai cái nước này phải gánh chịu trong cái thời gian vừa qua và càng lúng sâu vào cái bẫy nợ của Trung Quốc. Thì bây giờ Hoa Kỳ họ muốn thực hiện các cái chiến lược để mà giúp cho hai cái nước này theo cái kiểu là tự vươn lên và phát triển kinh tế để đảm bảo theo cái chiến lược mà gọi là thịnh vượng chung của khu vực Đông Nam Á, khu vực Châu Á, Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương. Thì điều đó người ta nói rằng cái chuyến đi của ông Mike Pompeo là rõ ràng có ý đồ là có cái mục đích để mà đánh vào sân sau của Trung Quốc, để cho các cái cử tri của Hoa Kỳ thấy rõ ràng và ngay cả thế giới cũng hiểu được rằng cái chính sách của Mỹ rất là rõ ràng. Và ngay trong thời điểm này chỉ còn có mấy ngày nữa bầu cử thôi, thì là cho chứng minh được rằng cái chính sách ông Trump
thời gian tới nếu mà còn 4 năm nữa, ông ta sẽ rất quyết liệt đối với Trung Quốc. Theo cái kiểu chẳng những trừng phạt Trung Quốc trực tiếp bằng cách phạt thuế hay là bao vây các vấn đề nổi kề kia, kêu gọi là chuyển cái đầu tư ra bên ngoài đi nữa, thì ông ta cũng đánh vào cái đường gọi là cái con đường tơ lụa mới của Trung Quốc, đánh vào các cái mắt xích mà Trung Quốc họ đang xây dựng trong thời gian vừa qua, đánh vào và cứu đi những cái con nợ, hay nói đúng hơn là những cái nạn nhân của cái chiến lược đó của Trung Quốc. Thì cái điều này nó hết sức là sâu xa. Và có những ý kiến đặt ra là tại sao đó ông Mike Pompeo lại đến Việt Nam trong lúc này, thì có những cái sự bình luận rất là nhiều. Tuy nhiên thì cái sự mà đến thăm lần này đó, nó nói được rất là nhiều điều. Ở bề mặt lý thuyết người ta nói rằng ông ta đến để mà kỷ niệm 25 năm, đánh dấu một cái cột mốc hết sức là quan trọng giữa quan hệ giữa Việt Mỹ. Thì trong 25 năm thì cái thành tích nó quá dữ rồi, cái đó là chúng ta không có nói, có quá nhiều các cái bài viết đã nói trong cái thời gian gần một năm qua. Tuy nhiên một cái điểm khẳng định rằng trong thời gian bầu cử như hiện nay, ông ngoại trưởng đến đất nước Việt Nam cũng để thấy rằng cái quan hệ giữa Việt Mỹ đó nó cũng rất là chiều sâu nhưng mà cũng rất là bình đẳng, và cái quyền lợi của nước Mỹ khi quan hệ với Việt Nam cũng không mất đi. Thí dụ như là trong năm 2010 đó, tức là trong 2019 vừa qua, thì cái thâm thủng mậu dịch giữa Việt Mỹ đó cũng rất là nhiều, có thể lên tới 44 tỷ Mỹ kim. Và lần này cái chuyến viếng thăm của ông Mike Pompeo đã chứng kiến những cái việc mà ký kết các cái dự án để mà đưa lên cái giá trị á, lên tới hàng tỷ Mỹ kim. Thì trong đó các cái dự án mà gọi là ở trong cái khu vực mà ở Bạc Liêu đó nó rất là lớn, trong cái việc mà khí hóa lỏng, trong đó có thỏa thuận mà năng lượng, thỏa thuận hợp tác giữa ba cái tập đoàn gọi là Delta Offshore Energy, rồi cái hợp đoàn Bechtel Corporation, hay là cái tập đoàn General Electric á, và ngay cả cái McDermott, và phát triển cái dự án điện khí hóa lỏng ở Bạc Liêu, cái tổng số cái thiết sử dụng các thiết bị và dịch vụ của Hoa Kỳ trị giá lên tới 3 tỷ Mỹ kim. Và cái vấn đề không chỉ nằm ở cái chỗ đó mà cho thấy rằng tổng dự án của tổng cái mức đầu tư của cái dự án này có thể lên tới 50 tỷ Mỹ kim mà thực hiện trong vòng 25 năm, và dự kiến là cái việc mà nhập khẩu có thể nói lên tới 3 triệu tấn khí hóa lỏng của mỗi năm. Thì những cái điều này đó và hàng loạt những cái việc mà ký kết khác nữa, trong đó có những cái dự án là 1 tỷ Mỹ kim hoặc là 1 tỷ tư hoặc là nó mấy trăm triệu gì, nó rất là nhiều các cái dự án, người ta nói tới 7 cái dự án lận. Thì điều đó chứng minh cho phía bên những cái cử tri của Hoa Kỳ thấy được rằng là ở Việt Nam đang có những cái sự làm ăn rất là nghiêm túc theo cái kiểu là thực hiện và ký kết, và Hoa Kỳ cũng bán được những cái mặt hàng, hay là đúng hơn Hoa Kỳ vẫn thực hiện các cái dịch vụ đối với Việt Nam để mà Việt Nam xóa bỏ bớt đi hoặc là rút ngắn đi, có cái trách nhiệm rút ngắn đi các cái vấn đề mà thâm thủng mậu dịch và đem lại các cái quyền lợi của Hoa Kỳ. Thì rõ ràng cái điều đó về mặt kinh tế đó thì cái cử tri của Hoa Kỳ người ta cũng đã thấy. Thí dụ như là trong thời gian trước á, người ta chỉ trích là Hoa Kỳ đã bị thâm thủng mậu dịch quá nặng đối với cái đất nước của Trung Quốc. Và những năm trước đây cũng vậy nữa, có lúc mà trong những cái bài phát biểu đầu tiên của ông Tổng thống Donald Trump, khi mà chỉ trích Trung Quốc, ông ta cũng bắt đầu là có nói dèm đối với Việt Nam. Và sau đó thì những cái chính sách của Việt Nam thực hiện hàng loạt các cái việc mà buôn bán đối với đất nước Hoa Kỳ. Thì trong cái lần thăm lần này đó thì ngoại trừ các cái khí hóa lỏng ra, còn có về điện năng, về các cái dịch vụ, và ngay cả vấn đề nông nghiệp cũng có nữa. Nông nghiệp cũng đã được tăng cường lên theo cái kiểu là Việt Nam có thể là ký kết mà mua các cái sản lượng là nông sản của Hoa Kỳ, cụ thể như là thịt heo chẳng hạn. Thì chúng ta thấy được rằng là cái quan hệ trong cái khu vực Đông Nam Á đó, thì cái chính sách của Việt Nam mà tại sao trong 10 nước của Đông Nam Á mà gần như Hoa Kỳ đã chú ý Việt Nam rất là nhiều, thì rõ ràng là xét về địa chính trị và xét về cái vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế và cái vị thế của Việt Nam ngay trong cái khối ASEAN, thì rõ ràng là về mặt dân số đó, và Việt Nam là đứng thứ ba của trong khu vực, chỉ sau có Philippines. Philippines là 110 triệu dân, còn đối với Indonesia là 260 triệu dân.
Và Indonesia có một cái anh coi như là có một cái nền kinh tế khá mạnh trong cái khu vực. Ông ta lớn hơn 1.000 tỷ GDP một năm nữa, gấp hơn 3 lần của Việt Nam. Thì đây là một ông kẻ khu vực rồi chứ không phải là nhỏ đâu. Và khả năng của Indonesia trong thời gian tới có thể phát triển hơn nữa, phải nằm lên tới 2.000 mấy tỷ chứ không phải là như thế. Người ta nói rằng Indonesia rất có thể sẽ phát triển rất là cao. Thì ở Việt Nam cũng vậy. Việt Nam thì mặc dù là đứng thứ ba trong cái khu vực là thuộc về dân số, nhưng mà cái lao động của Việt Nam thì được cho rằng nó cần cù, nó tinh nhuệ hơn ở phía bên Philippines. Và cái chế độ chính trị, cái vấn đề quản lý kinh tế và cái việc mà vươn lên, nó cái năng động của Việt Nam có lẽ là được đánh giá là tốt hơn ở bên Philippines. Và cái chính trị, cái vấn đề an ninh nó ổn định hơn Philippines nữa. Philippines thì những cái chính sách của các cái, mặc dù là một cái xã hội tự do mà có cái bầu cử tự do, có các thứ dân chủ các thứ, nhưng mà nước Philippines họ cũng không có hoàn thiện, họ vẫn nửa này nửa kia. Và cái chính sách mà đối ngoại của họ đó nó rất là bấp bênh, theo cái kiểu là nắng sớm mưa chiều, cái kiểu nó không có rõ ràng. Lúc thì rất là thân với Hoa Kỳ, mặc dù họ có một cái hiệp định gọi là đồng minh với Hoa Kỳ, nhưng mà có lúc họ cũng quay lưng lại Hoa Kỳ, và Hoa Kỳ vẫn cứ bị đâm sau lưng. Và nhất là trong cái hồ sơ của đối với Trung Quốc á, thì cái thái độ của Philippines nó nắng sớm nó mưa chiều, cho nên là Hoa Kỳ họ rất là sợ. Và đầu tư vào ở trong cái đất nước Philippines nó cũng không có ổn định nữa, nó không có đảm bảo, bởi vì chúng ta thấy một cái nước nó quan hệ với Hoa Kỳ quá lâu đi, nhưng mà Philippines họ không lên được, cái thu nhập quốc dân của họ cũng chỉ lình bình ở mức độ đó thôi, họ không thể nào họ vượt thoát lên được. Trong khi cái khả năng của Việt Nam, mặc dù là hiện giờ nếu mà tính trên đầu người đó thì Việt Nam vẫn còn đang thấp hơn Philippines, tuy nhiên thì về cái hướng lâu dài thì rõ ràng là ở Việt Nam chắc chắn một điều rằng sẽ vượt qua chắc chắn luôn, chứ không thể nói là cái điều đó còn nghi ngờ gì nữa. Và những cái điều này đó cho thấy rằng là cái quan hệ, hay nói đúng hơn cái chuyến đi của ông Mike Pompeo đến Việt Nam, nó khẳng định và người ta nói rằng nó có liên quan đến cái vấn đề của Trung Quốc. Thì những cái điều đó là những cái điều mà dù có né tránh không nói tránh gì nữa, người ta cũng thấy được là bởi vì cái quan hệ giữa Mỹ đối với Việt Nam là có liên quan đến vấn đề mà an toàn Biển Đông. Bởi vì Việt Nam là cái nước có cái diện tích rất là lớn trong cái khu vực Biển Đông, và Việt Nam có một cái chính sách rất là rõ ràng đối với Trung Quốc trong cái hồ sơ Biển Đông. Việt Nam có thể nói rằng cũng là một nước đi theo đường lối xã hội chủ nghĩa, cũng là tương đồng đối với Trung Quốc trong các vấn đề về chính thể hay là đường lối các thứ này kia nọ về, nhưng mà là trong các vấn đề quan hệ về kinh tế hay là quan hệ ngoại giao hay là các thứ thôi, hợp tác mọi lĩnh vực, tuy nhiên trong vấn đề Biển Đông thì ở Việt Nam rất là rõ ràng. Và như lời ông Tổng Bí thư của Việt Nam là ông Nguyễn Phú Trọng nói rất là nhiều lần, nói rằng là cái vấn đề mà đối với Biển Đông là không thể nhân nhượng, vấn đề gọi là an ninh chủ quyền hay là quyền chủ quyền đó, gọi là chủ quyền và quyền chủ quyền của Việt Nam là không bao giờ nhân nhượng hết. Thì đó là cái điều bất di bất dịch mà hồi đó giờ Việt Nam đã khẳng định rất là nhiều lần, và điều đó Trung Quốc họ cũng biết nữa. Và bây giờ thì nước Mỹ họ có cái lợi ích gì trong khu vực này? Họ chỉ muốn là tự do hàng hải, họ muốn an ninh trong cái khu vực, và muốn đảm bảo. Và bây giờ thì cái chính quyền của Tổng thống Donald Trump lại muốn mạnh hơn nữa, làm thể hiện và lên những cái tiếng nói rất là mạnh bạo để mà đánh thẳng vào cái tuyên bố vô lý của Trung Quốc về vấn đề mà thể hiện cái sức mạnh của mình để mà đàn áp những cái nước trong khu vực. Những cái điều đó thì Việt Nam rất là cần. Có thể nói rằng những cái chính sách trước kia, ví dụ như là thời ông Tổng thống Obama hay là những cái tổng thống trước kia, họ khi mà thấy những cái bắt nạt này kia còn nước Trung Quốc, nước nước ở trong khu vực đó, họ chỉ nói rằng là nước Mỹ cũng nói là quan ngại, những đó là yêu cầu thực hiện các bên tự kiềm chế hoặc là thực hiện các vấn đề mà hòa bình này cái nọ, chứ họ không có chỉ trích Trung Quốc, trong khi ông Mike Pompeo hay là ngay cả ông Tổng thống Donald Trump đã chỉ trích Trung Quốc rất là nặng nề. Ngay cả ông Mark Esper là ông Bộ trưởng Bộ phòng của Hoa Kỳ cũng nhiều lần chỉ trích Trung Quốc rất là nặng nề, nói rất là thẳng. Và Việt Nam trong chính sách của Việt Nam là sử dụng tất cả những cái biện pháp gọi là hòa bình, trong đó có việc mà tranh thủ tiếng nói của các nước lớn. Thì cái điều này rất là quan trọng, ngay cả các nước giống như là Mỹ hay là các nước châu Âu hay là nước Úc hay là những cái
nước mà có uy tín trên thế giới, họ những có lên tiếng ủng hộ Việt Nam, ủng hộ cho những cái chính sách mà trong khu vực này đó phải buộc Trung Quốc thực hiện, thực thi theo đúng cái đường lối hay đúng cái pháp luật của quốc tế, mà cụ thể là cái công ước về luật biển năm 1982, thì không có gì bằng hơn cái đó. Rõ rõ ràng trong cái chính sách của Việt Nam họ cũng nói là phù hợp với Hoa Kỳ trong cái vấn đề về Biển Đông và trong vấn đề mà kêu gọi các nước thực hiện thực thi pháp luật theo đúng pháp luật của quốc tế. Tức nghĩa là tránh đi các cái sự xung đột hay tránh đi những cái sự mà giải quyết theo cái kiểu là bắt nạt hay là cái kiểu mà thể hiện nước lớn á, thì cái điều đó không thể nào chấp nhận được rồi. Thì chúng ta thấy rằng trong cái việc mà ở cái khu vực Đông Nam Á đó, có thể nói rằng nó còn liên quan đến một vấn đề nữa là nước Mỹ á, trong cái việc mà đối chọi với Trung Quốc trong vấn đề kinh tế, họ có lập ra một cái bộ tứ kim cương. Thì trong cái bộ tứ kim cương đó đó, trong cái thời gian gần đây bắt đầu đã họp nhóm lại và theo cái đường hướng có thể là phát triển mạnh hơn. Thì bộ tứ kim cương gồm có Mỹ, có Ấn Độ, có nước Úc và nước Nhật Bản. Tuy nhiên thì thời gian vừa qua có mời thêm ba nước nữa, đó là nước Nam Hàn, nước New Zealand và một cái nước Việt Nam. Thì cái việc mà mời Việt Nam trong cái khuôn, cái việc mà gia nhập hay là đối thoại đối với cái bộ tứ kim cương này đã tạo ra một cái sự bất ngờ rất là lớn cho những cái dư luận của thế giới. Bởi vì tại sao không mời Indonesia hay là mời những cái nước khác? Và rõ ràng rằng cho thấy cái việc mà gặp bộ tứ kim cương á, là nhằm đa dạng hóa cái chuỗi cung ứng của Trung Quốc theo cái kiểu là tránh đi cái lệ thuộc. Và người ta thấy rằng cái danh sách của các cái nước này toàn là những ông lớn không? Thí dụ như là Nam Hàn bây giờ được mời vào cũng là ông lớn, ngay cả nước Úc cũng lớn, New Zealand cũng là quá giàu. Rồi ngay cả Ấn Độ thì chúng ta hiểu được rằng là họ đang sẵn sàng để mà chờ đón rất là nhiều các cái nhà máy, các cái công xưởng mà có thể di dời ra khỏi Trung Quốc, họ có thể là chứa đựng, họ hứng hết. Bởi vì họ có 1 tỷ tư dân, và ngay cả cái nước Hoa Kỳ cũng vậy. Thì rất là nhiều các cái mảng mà chúng ta thấy được rằng á, trong cái thời gian gần đây tất cả những cái điều mà xảy ra đó nó liên quan, và những cái thông tin mà liên quan đến cái việc mà Việt Nam được cái bộ tứ này họ mời đó, thì nhiều người họ nói rằng hình như là Việt Nam cũng chưa có thể hiện một cái thái độ dứt khoát theo cái kiểu là gia nhập với cái hội này hay như thế nào. Tuy nhiên thì cách đây khoảng chừng mấy tuần thì ở phía Việt Nam cũng có lên tiếng liên quan tới cái việc là các cái nước ASEAN đó rất có thể là ở góc độ là các nước ASEAN thì có thể hợp tác với cái bộ tứ kim cương. Thì cái điều này nó có phù hợp với cái lời kêu gọi của Hoa Kỳ hay không, hay là cái bộ tứ kim cương có muốn hợp tác với các nước ASEAN hay không? Chúng ta biết rằng cái các nước ASEAN thì hiện giờ đang bị chia rẽ rất là trầm trọng trong cái vấn đề quan hệ với Trung Quốc. Thì Trung Quốc á, họ đã tác động rất là mạnh đối với 10 nước này, và 10 nước này có thể nói là bị chia rẽ rất là trầm trọng. Khi mà chúng ta thấy rằng như là nước Lào chẳng hạn, họ đã bị trở thành gần như là nạn nhân của Trung Quốc trong cái vấn đề mà mượn nợ và xây dựng các cái cơ sở hạ tầng, rồi đứng trước các cái bờ vực thua lỗ. Và trong mấy tháng vừa qua có cái dấu hiệu rằng họ có thể là nhượng cái quyền quản lý cái lưới điện quốc gia rất là mạnh cho Trung Quốc luôn nữa. Và ngay cả cái việc mà đầu tư của Trung Quốc trong cái lĩnh vực của nước Campuchia cũng vậy, hoặc là ngay cả Thái Lan thì trong cái thời gian mấy tháng rồi cũng đã có một cái sự quan hệ rất là chặt chẽ. Thái Lan đã mua rất là nhiều hàng hóa của Trung Quốc, rồi ký kết mua kể cả vũ khí của Trung Quốc, đủ thứ chuyện hết. Và những cái nước ở bên ngoài này cũng vậy, nó thí dụ như là Philippines, họ cũng bất nhất đối với Trung Quốc. Họ không có rõ ràng, lúc thì rất là thân thiện, có lúc thì họ muốn quan hệ với Trung Quốc theo cái kiểu là chặt chẽ hơn và lệ thuộc Trung Quốc luôn. Rồi có lúc là họ lại quay lưng với Trung Quốc, họ cứ nắng sớm mưa chiều. Trong khi đó cái nước kế bên, nước lớn mạnh nhất trong khu vực Đông Nam Á là cái nước Nam Dương. Thì Nam Dương á, thì trước yêu cầu của Hoa Kỳ trong thời gian vừa qua là muốn có cái sự hợp tác quân sự chặt chẽ hơn với Indonesia, hoặc là sử dụng một phần cái mướn đất nước Indonesia để mà làm các cái việc mà cho các cái máy bay của Hoa Kỳ đó thực hiện các cái việc mà dò thám trong khu vực chẳng hạn, hoặc là đi bảo vệ
trong cái đường tự do hàng hải. Nhưng mà trước cái sự mà răn đe của Trung Quốc thì nước Indonesia họ đã không thực hiện điều đó, họ đã từ chối thẳng thừng đối với Hoa Kỳ. Thì chúng ta phải hiểu được rằng là trước cái sự mà áp lực của Trung Quốc á, có thể nói rằng ở trong cái khu vực Đông Nam Á bị chia rẽ rất là nhiều, cho nên là trong những cái chính sách mà gọi là hợp tác với những cái nước kim cương đi, thì để mà rõ ràng nó đối chọi với Trung Quốc, đối chọi trong cái lĩnh vực là muốn trong về kinh tế thôi, vấn đề mà đa dạng hóa các cái chuỗi cung ứng thì đã kéo những cái nhà đầu tư ra khỏi Trung Quốc, thì điều này thì Trung Quốc họ không thích chút nào hết, cho nên là rất có thể đó là những cái bước đi kế tiếp đó có lẽ là hợp tác song phương thì đúng hơn, nhưng mà những cái hợp tác để gia nhập vào bộ tứ này bộ tứ kia thì đó là một điều cần tính lại. Tuy nhiên thì có một cái mảng khác người ta đánh giá rằng á, cái đầu tư á, ngay cả của Hoa Kỳ vào Việt Nam chắc chắn trong thời gian tới sẽ tăng rất là nhiều. Ở Hoa Kỳ đầu tư trực tiếp cũng rất là nhiều và trong cái vấn đề hợp tác cũng rất là nhiều, và Việt Nam cũng rất là cần để mà hợp tác như thế để mình làm lành mạnh hóa các cái sức mạnh kinh tế của mình, và đồng thời là nâng cao đi các cái sản phẩm có giá trị chất lượng cao và rút ngắn lại cái gọi là cái thâm thủng mậu dịch đó Hoa Kỳ. Và chỉ có cách rút ngắn là một phần và đồng thời mới đẩy nhanh được cái quá trình mà gọi là phát triển gọi là xuất khẩu sang Hoa Kỳ tăng hơn nữa, chứ mà xuất khẩu ào ào rồi cuối cùng nó đẩy ra cái khoảng cách cao hơn rồi Hoa Kỳ thực hiện các cái việc mà trừng phạt kinh tế hay là phạt thuế hoặc là họ kiếm chuyện này kiếm chuyện kia, thì khi đó cái thiệt hại nó còn nặng hơn nữa. Do đó chắc chắn một điều rằng bà phải mua đồ của Mỹ và người dân Việt Nam từng bước sẽ thực hiện nhiều hơn các cái dự án đối với Hoa Kỳ. Thì cái điều đó những người mà họ chống Mỹ có lẽ họ không thích, nhưng mà chắc chắn một điều trong cái xu thế phát triển chung á, thì về việc mà làm ăn kinh tế thì giữa Hoa Kỳ và Việt Nam chắc chắn một điều là phải gắn kết hơn rồi. Và có thể nói là trong bốn cái thỏa thuận mà chứng kiến ký kết vừa qua đó, thì rõ ràng còn ba cái thỏa thuận hợp tác quan trọng khác giữa Việt Nam và Hoa Kỳ cũng được ký kết và được công bố luôn. Thì chúng ta thấy là cái bản ghi nhớ giữa ExxonMobil á, JERA làm Corporation Inc. với Ủy ban Nhân dân Hải Phòng trong cái lĩnh vực mà phát triển cái dự án điện hóa lỏng đó LNG tích hợp tại thành phố Hải Phòng, và cái thỏa thuận hợp tác về ethanol giữa Bộ Công Thương và Hiệp hội hạt cốc ở Hoa Kỳ, và nhằm mở rộng cái việc mà sử dụng cái cung cấp ethanol cho Việt Nam và giúp Việt Nam đáp ứng cái nhu cầu nhiên liệu của mình một cách bền vững về kinh tế, và cái thỏa thuận về nhập khẩu thịt lợn giữa Việt Nam với Hoa Kỳ. Và chúng ta thấy rằng những cái thỏa thuận này có thể lên tới hàng trăm triệu Mỹ kim chứ không phải là cái số lượng ít. Và cái nói tóm lại thì có thể nói rằng cái quan hệ giữa Việt Mỹ á, nó rất là đặc biệt trong 4 năm vừa qua. Và chỉ trong 4 năm thôi mà cái tốc độ phát triển của nó đó có thể nói là của nhiều năm trước kia đó nó dồn lại cũng không bằng nữa. Thì điều đó nó thấy rất là đặc biệt là nó phù hợp với cái chính sách của Tổng thống Donald Trump. Và mình không phải là những cái người mà gọi là cuồng ông Tổng thống Donald Trump hay là vấn đề mà thích cái đảng Cộng hòa hay như thế này kia. Có lẽ là các cái người mà họ nhận định về vấn đề quan hệ giữa Việt Nam với Hoa Kỳ đó, thì người thì họ thích là cái đảng dân chủ, họ thích cái chính sách của ông Obama, cái người họ thích chính sách của ông Tổng thống Donald Trump. Tuy nhiên thì hiện nay đó thì đa số những người mà có thể là đa số thì có lẽ là mình dùng cái từ này đó, thì nhiều người cũng sẽ lên án, họ nói rằng không có một cái sự mà điều tra hay thống kê gì mà dùng cái từ đa số thì quy chụp hết tất cả. Nhưng mà chúng ta thấy là số lớn những người mà họ lên tiếng đó, trong cái thời gian vừa qua thì họ thể hiện cái thái độ là họ ủng hộ Tổng thống Donald Trump, tức là những người gốc Việt tại Mỹ, bởi vì cái chính sách rất là cứng rắn của Tổng thống Donald Trump nhắm vào Trung Quốc, và đặc biệt là cái hồ sơ của Biển Đông thì người ta rất là hài lòng, bởi vì người gốc Việt ai cũng mong muốn được rằng cái việc mà bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam là cái điều tối tối quan trọng, không thể nói vấn đề gì khác. Có thể là mình về kinh tế còn thiếu thốn về vấn đề này kia cái nọ, nó có thể sai lầm này kia cái nọ được, nhưng mà trong cái hồ sơ đối với vấn đề mà an toàn về cái lãnh thổ lãnh hải là cái điều cực kỳ quan trọng rồi. Và chính sách ông Tổng thống Trump đó,
nhắm vào Trung Quốc, trừng phạt Trung Quốc là chính sách thiệt chứ không phải là chính sách giả, không phải là cái đòn gió. Ví dụ như thời ông Tổng thống Obama là chính sách của phía bên đảng Dân Chủ, họ nói nhiều về về Trung Quốc nhưng mà họ lại không có làm cho Trung Quốc sợ, và họ chỉ làm cho Trung Quốc giàu có hơn thôi, làm cho Trung Quốc nó mạnh hơn thôi, và họ chưa bao giờ coi Trung Quốc là kẻ thù hay là Trung Quốc là cái mối đe dọa với nền kinh tế của Hoa Kỳ hay là nền an ninh chính trị của Hoa Kỳ. Và họ lại nhận định rằng nước Nga mới là cái nước kẻ thù của Hoa Kỳ. Ví dụ trong cái cuộc vận động lần này cũng vậy nữa, chính là ông Tổng thống Obama, chính là ông Joe Biden cũng thường nói rằng chính sách của ông Tổng thống Donald Trump đã làm cho cái nước Nga như thế này như thế kia, hoặc là không thấy rằng Nga là mối đe dọa này kia nọ, giống như là họ dựng nên một cái kẻ thù hay là dựng nên một cái con quỷ để mà làm cho dân Mỹ họ sợ, để mà lái theo cái hướng đó 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 con quỷ đó là nó hại cho mình đó này kia nọ, nhưng mà họ quên đi rằng Trung Quốc mới là cái kẻ thù, Trung Quốc mới là cái mối đe dọa đối với cái nền an ninh của Hoa Kỳ và đối với cái nền an ninh thương mại của Hoa Kỳ luôn nữa. Cái điều này đã được thể hiện rất là trực tiếp trong suốt 2 thập kỷ vừa qua, thậm chí là 3 4 thập kỷ vừa qua. Thì bây giờ phải có cách chữa trị, và cái cách chữa trị lúc này là những cái đòn của ông Tổng thống Trump, chưa bao giờ có một tổng thống nào dám làm như thế, và nếu chỉ có mới có 4 năm mà đã làm nó rất là mạnh như vậy thôi. Mà nếu như mà có 4 năm nữa thì chúng ta phải thấy được rằng cái đòn mà trừng phạt á, đối với Trung Quốc nó còn rất là mạnh, và cái việc mà trừng phạt Trung Quốc hay là trừng làm cho kéo Trung Quốc cái thực hiện theo đúng các cái bài bản hay là tôn trọng các cái pháp luật hay điều đó, rõ ràng nó có lợi cho Việt Nam. Ngay cả cái việc mà đa dạng hóa cái chủ đầu tư đi nữa, rút ra các cái chủ đầu tư mà sẽ đến thí dụ như Ấn Độ, đến Indonesia, ngay cả đến Việt Nam, thì điều đó chắc chắn là nó rất là an toàn rồi. Hoặc là nước Mỹ lên tiếng rất là nhiều để mà chỉ trích Trung Quốc trong cái vấn đề mà biển đảo, để mà chỉ trích nó là thực hiện các cái vấn đề mà áp lực của nước lớn theo cái kiểu tuyên bố vô lý về cái đường lưỡi bò, thì những cái điều đó cũng có lợi cho Việt Nam. Cho nên là cái chúng ta phải hiểu được rằng cái làn sóng mà những người Mỹ gốc Việt á, mà nếu như mà họ có ủng hộ chính sách trong Donald Trump là cái điều chúng ta rất là thông cảm, chứ không phải là họ vô cớ. Dĩ nhiên rằng nhiều người cũng đánh giá rằng ông Tổng thống Donald Trump là một cái người mà tư cách như thế này, phát biểu như thế kia, hoặc là có những cái hành xử thì họ đánh giá tư cách cá nhân là như này kia nọ, nhưng mà phải nhìn thấy cái góc độ nó hơn, là cái chính sách mới là quan trọng. Cái vấn đề mà làm sao mang lại cái quyền lợi cho Hoa Kỳ, mang lại quyền lợi cho, mà trong cái chính sách Hoa Kỳ trong thời điểm này nó có lợi cho cái người gốc Việt chẳng hạn, hoặc là cho Việt Nam, thì dĩ nhiên người ta ủng hộ thôi. Chắc chắn một điều rằng nước Mỹ lúc nào cũng phải nói rằng là nước Mỹ trên hết rồi. Ví dụ như là cái việc mà ông Tổng thống Trump họ kéo những hãng xưởng về Hoa Kỳ, hoặc là phá đi các cái chính sách mà những cái nhà đầu tư lớn, cái đám tư bản của Hoa Kỳ họ đem những cái đồng vốn nó đi ra, nó tạo cho người dân tạo đi rất là nhiều các cái việc làm, thì điều đó có gì sai? Dĩ nhiên là nước ngoài đó khác thì họ đánh giá Hoa Kỳ là chính sách của Tổng thống Trump là thực hiện vậy là cực, cái toàn cầu hóa, mà thực tế ông Tổng thống Trump không có chống lại toàn cầu hóa, ông cha tính sắp xếp lại thôi và buộc Trung Quốc á, là tránh đi các cái sở hữu trí tuệ hay là thực hiện các cái việc mà ép buộc người khác theo cái chuyển giao công nghệ, hoặc là làm rất là cái trò khác nữa, thì phải đi theo những cái quy định, chứ đâu phải là nước Mỹ chính là phủ tổng thống Trump không phải là hoàn toàn yêu cầu rút ra khỏi hết Trung Quốc. Điều đó là hoàn toàn là cực đoan, hoàn toàn là không thể nào có, và ngay cả ông ta có ra lệnh thì cũng không thực hiện được nữa. Chắc chắn các cái nhà tư bản họ không thể nào họ làm được cái điều đó một điều, và nếu có làm thì cũng phải tốn rất là nhiều năm chứ không thể là đơn giản được, và Hoa Kỳ không bao giờ thực hiện cái điều đó, chỉ là kêu gọi thôi, chỉ là áp dụng một số các cái luật lệ để mà khuyến khích cho các cái doanh nghiệp họ phải thực hiện các cái việc mà rút ra khỏi Trung Quốc hoặc là chuyển về Hoa Kỳ, chứ không phải hoàn toàn mang chất ép buộc theo kiểu cực đoan 100%, chắc chắn là cái điều đó. Thì nói về những cái quan hệ giữa Việt Nam với Hoa Kỳ hay là giữa Hoa Kỳ với Trung Quốc, và trong cái mối quan hệ mà dính cục với nhau như thế này á, thì nó quá nhiều và các cái khối lượng mà gọi là thông tin nó rất là đồ sộ, và chúng ta nói có khi nào nó nhầm lẫn với nhau, là nó chồng chéo với nhau nữa. Có lẽ là cũng nói quá nhiều rồi, chúng ta tạm dừng ở đây và sẽ trở lại trong một chương trình khác.
rất là cảm ơn quý vị. Xin chào.